Xin chào bà con các bạn đang theo dõi trên kênh của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thao cái ấm chuyên mận nhé. Đây là ấm phải trà, đây gọi là ấm chuyên. Đây là mình sẽ xối nước ấm ướt đây. Mình sẽ dùng đĩa trà này, mình sẽ lấy nước rửa bát luôn. Tà đây là đỡ mùi ra các nơi gần quán, còn nấu còn nướng này. Kinh lên. Mùi chả rồi mùi nem nướng rồi mùi phở này. Hôm mẹ cấy trên đồng mà cháy với nhà ai nấu cái nạm bò nó đúng mẹ em mẹ sợ luôn đó. Đã nhọc rồi ngửi chả ngửi được nghe cái mùi. Đúng rồi, phát khổ, phát sợ, bị cứng cái mũi đấy. Ngày trước là mùi chị ngửi được đúng không? Ngày trước là mùi chị ngửi được đúng không? Hết nào nghe là đỡ ơn. Chứ người đó là người sướng. Người ta có ô trình cái gì anh? Chung dần là đỡ dần dần thì bữa mà cảm thấy ăn được ăn cố lên tí dần dần, dần hát thì đỡ đi. Có nhiều thì nên từ đĩa dậy là phải cố gắng ăn. Mình đã thao xong cái ấm chuyên mà nên mình làm sao. Xin chào và hẹn gặp lại.